nhưng mà tôi rất phấn khởi khi cây cầu thứ 2 này đã bắt qua, nối qua bên thành phố Thủ Đức. Thì nói chung là nhân dân thành phố ở bên quận nhất đây cũng như nói chung ở bên đây là rất vui mừng khi có cây cầu thứ 2 rất đẹp, rất tuyệt vời.